Vâng, trong ngày vui này chúng ta hãy cùng nắm tay nhau trong điều cổ xòe đoàn đoàn. Các dân tộc, các anh em trên đất mẹ Việt Nam, mời quý vị cùng thưởng thức và cùng vỗ tay hòa nhạc theo điều múa. Chị em ơi, ta cùng vui múa xòe nào.
chị em nắm ảnh sân phố để và với chị mơ là chị nhắc cố qua lên tặng cho đội bên đề. Vâng, xin mời bà Vũ Thị Muộn đại diện cho đội lên nhận hoa. Xin kính mời ông Bùi Văn Triệu lên tặng hoa. Xin mời đội văn nghệ thể dục thể thao chi hội nông dân thôn Đại Hội lên nhận hoa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Vĩ lên tặng hoa cho hai đội, một đội câu lạc bộ dưỡng sinh thôn An Hội. Xin mời bà Hoa lên đại diện câu lạc bộ nhận hoa. Thank you.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu các cá nhân tặng hoa cho đội văn nghệ thể dục thể thao chi hội nông dân thôn An Hội. Một, ông Nguyễn Huy Lũy. Hai, bà Phạm Thị Tị. Ba, bà Vũ Thị Mơ. Bốn, bà Đinh Thị Tơ. Năm, chị Bùi Thị Tuyền. Sáu, ông Nguyễn Văn Thanh. Bảy, anh Bùi Xuân Chiến. Tám, gia đình anh Thuấn Nguyên. Xin mời một vị đại diện lên tặng hoa. Xin mời bà Vũ Thị Lụa lên nhận hoa. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn hai cô thành viên.